Công tác tại cục phát triển thị trường và phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa công nghệ thuộc Bộ Khoa công nghệ, cũng là người tham gia và triển khai cái đề án 84 đang rất là quen thuộc rồi, đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại Bộ Khoa công nghệ. Thì hôm nay thì sự đa hàng của trung tâm thì tôi có muốn trình bày với các anh chị một số cái thông tin liên quan đến những cái chính sách liên quan đến hệ sinh thái, mà đặc biệt là tập trung vào việc là xem là các địa phương hiện tại đang triển khai các hoạt động như thế nào. Vì với cái một cái triết lý là hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thì thực ra là cái sự tổng hợp hình thành của các hệ sinh thái của địa phương đấy, hệ sinh thái của địa phương là hạt nhân. Vì thế thì cũng có một cái hệ sinh thái cấp tỉnh quốc gia mà đặt ngoài cái hệ sinh thái của địa phương được. Vì vậy thì với sự tham gia của các anh chị ngày hôm nay thì nó nằm trong khuôn khổ nâng cao năng lực cho các cái tổ chức cung cấp dịch vụ, đặc biệt là những cái dịch vụ rất là cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp, như là tư vấn về mặt pháp lý, hay là phát triển doanh nghiệp, tư vấn gọi vốn, hay là pitching, cũng như là các cái dịch vụ khác mà đặc biệt liên quan đến khoa công nghệ như là TDC, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hay là sở hữu trí tuệ. Thế thì trong khuôn khổ đấy thì trước hết thì chắc là cũng là một cái slide khá là quen thuộc với các anh chị. Thông thường chúng tôi năm nào cũng có đánh giá lại và xem là cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta, của toàn quốc gia hiện tại nó đang như thế nào. Thì xin phép được báo cáo với các anh chị thì là năm nay tháng 9 này thì cái sự tham gia nó rất là mạnh mẽ và quyết liệt của các cái thành phần trong cái hệ sinh thái, từ lãnh đạo, từ các cơ quan của chính phủ, cơ quan trong của nhà nước, cũng như là các cái thành phần khác, đặc biệt là khu vực vườn ươm, khu vực trường đại học với nghiên cứu, cũng như là các cái cộng đồng mà tham gia, và đặc biệt là cung cấp những cái không gian làm việc chung. Đây cũng là một nơi mà cung cấp những cái dịch vụ rất là thiết thực cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ví dụ như là đơn giản đó là một cái dịch vụ về mặt chỗ ngồi chẳng hạn, đúng không? Quay chỗ ngồi giá rẻ để hỗ trợ cho các bạn mà mới hình thành doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp thì có những cái lựa chọn dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, và qua đó thì có kết nối chặt chẽ hơn với cái hệ sinh thái. Thế thì trên cơ sở triển khai cái đề án 84, tức là phát triển của cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, thì chúng tôi thông qua việc là chúng tôi đào tạo nâng cao năng lực này, chúng tôi có những cái đối tác về mặt truyền thông này, doanh nghiệp cùng tham gia đồng hành này, các tổ chức hỗ trợ thì rất nhiều, từ khu vực phi chính phủ cho tới những cái cơ quan tổ chức mà như là tổ chức chính trị xã hội, như là thành đoàn đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hay là những cái khu khác, khu vực khác, như là quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ SBS, là những đối tác rất là tích cực đã cùng chung tay triển khai những cái hoạt động trong thời gian qua. Ở khu vực mà cơ sở giáo dục trường đại học, tức là nơi mà hình thành chúng tôi nghĩa là nơi hình thành và những cái đội nhóm, những cái hạt giống cho cái hệ sinh thái, thì có sự tham gia tương đối tích cực của rất là nhiều trường đại học trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại nó khoảng 15-17 trường đại học đã tham gia cái đề án 84 của Bộ Khoa công nghệ rồi, và thông qua đó thì họ thực hiện những cái hoạt động gì, thực hiện những cái hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho không chỉ cho sinh viên, cho giảng viên, cho các cái nhà nghiên cứu, mà có thể là cho cả những cái lãnh đạo trong trường, và từ đó nâng cao cái nhận thức về vấn đề là về khởi nghiệp và về sáng tạo, đưa nó vào trường đại học rất là quan trọng. Các đối tác ở mặt truyền thông thì có rất là nhiều để cung cấp những cái dịch vụ, không chỉ là nâng cao nhận thức, quảng bá hay là đưa những cái thông tin kịp thời về hệ sinh thái, về chính sách tới cộng đồng khởi nghiệp, và có những cái nhiệm vụ chúng tôi thiết kế chuyên sâu hơn để cung cấp những cái dịch vụ truyền thông, ví dụ như là hỗ trợ quảng bá phát triển thị trường VTV2, hay là có những cái nhiệm vụ để giúp cho các bạn thì không chỉ là hoạt động trong nước mà có thể vươn ra thì quốc tế nữa.
cũng như các cái khu vực mà đối tác nước ngoài và cái khu vực mà chúng tôi hiện tại đang rất là tập trung phát triển vào. Vì sau một cái thời gian hoạt động sơ sáo ban đầu từ năm 2016 tới nay thì những cái hoạt động trong nước thì rõ ràng là phải dần dần đạt tới những cái chuẩn của nước ngoài. Vì thế thì kết nối liên kết hợp tác với cái đối tác nước ngoài là một trong những cái chiến lược hết sức là quan trọng. Đặc biệt là dưới góc độ của khoa công nghệ thì chúng tôi đã kết nối được rất là nhiều đối tác từ các cơ quan chính phủ, từ các vườn ươm, các cái tổ chức hỗ trợ cũng như là các cái chương trình của nước ngoài, ví dụ startup Thái Lan hay là của Malaysia để làm sao kết nối đưa về Việt Nam có thực hiện những chương trình, ví dụ như là chương trình trao đổi làm sao để làm giàu thêm cái tính đa dạng của hệ sinh thái và chương trình trong nước và vươn ra quốc tế. Thế thì dưới góc độ của địa phương thì chúng tôi thì có rà soát đánh giá thì thấy có hiện tại thì có 52 cái tỉnh thành phố đã ban hành cái gọi là kế hoạch, ban hành cái đề án để triển khai cái hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo. Còn những địa phương thì làm là lồng ghép với một số các cái chương trình khác, ví dụ chúng tôi thì về mặt khoa công nghệ thì chắc là các anh chị cũng biết là trong ngành khoa công nghệ thì có chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ hay là chương trình phát triển doanh nghiệp khoa công nghệ, thì có thể ở các địa phương thì lồng ghép với các cái chương trình nhà đó. Hoặc là đối với về phía chính phủ thì có ban hành không chỉ là 844 đúng không, là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo, mà có đề án 1665 và đề án 939. Đề án 1665 là để hỗ trợ phát triển học sinh sinh viên khởi nghiệp, 939 thì phát triển phụ nữ khởi nghiệp. Thế nên ở góc độ phát triển một hệ sinh thái địa phương thì có thể lồng ghép những cái chương trình đề án ở trong khởi nghiệp thúc đẩy phát triển cả hệ sinh thái sản phẩm. Và bên cạnh đó thì chúng ta có cái hành lang pháp lý, đầu tiên là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa và các cái nghị định hướng dẫn có liên quan, thì ở các địa phương thường có lồng ghép hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo trên cơ sở phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp nhỏ vừa đổi sáng tạo. Ví dụ điển hình thì chúng ta có những tàu đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa sáng tạo, trong khuôn khổ đó là có những hoạt động để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo nâng cao năng lực lên. Đến tình hình cập nhật thì là đến năm 2019 thì có thêm 6 tỉnh ban hành kế hoạch, và hiện tại thì trừ đi thì chúng ta còn khoảng 1 tỉnh chưa có những cái chương trình kế hoạch để hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo. Tuy nhiên thì trải qua rất là nhiều cái hội thảo thì tôi có gặp được những cái đại diện từ một số cái địa phương này, thì họ rất là mong muốn, tuy nhiên cách thức làm như thế nào thì họ mong muốn là chúng ta cùng hợp tác để triển khai những cái hoạt động đó. Thế thì tất nhiên là không phải địa phương nào cũng giống địa phương nào, và không phải là nơi nào thì cũng làm tất cả các hoạt động giống nhau. Có những năm 2018 thì chúng tôi cũng có những cái hướng dẫn rất là chi tiết về việc đầu tiên muốn cho phát triển thì chúng ta phải có những cái đánh giá thực trạng, đúng không? Để làm sao biết được cái tình trạng hiện tại ở địa phương mình là như thế nào, có những cái nguồn lực gì, có những cái tổ chức gì. Ví dụ như tôi cũng gặp những cái câu hỏi là ví dụ địa phương tôi thì chẳng có cái đại học nào cả, thì làm sao phát triển, ví dụ lấy tâm của hệ sinh thái là các cái trường đại học. Thế thì đối với những địa phương, mỗi địa phương thì nó có cái đặc thù riêng biệt khác nhau. Vì thế việc đánh giá lại là việc mình thiết kế những cái hoạt động là làm sao để phù hợp với việc phát triển cái những cái khởi nghiệp đổi sáng tạo rất là quan trọng. Đấy thì để giúp cho các cái đơn vị ở địa phương để triển khai cái đề án 844 thì chúng tôi có một số cái hướng dẫn, ví dụ như là ở trong cái đề án 844 ngay ban đầu thì cũng là thiết kế là không chỉ Bộ Khoa Công Nghệ làm, đây không phải là chỉ là một cái đề án của Bộ Khoa Công Nghệ mà đây là một đề án của quốc gia. Và vì thế cái khung các cái chương trình hay là những cái hoạt động của đề án 844 thì có thể sử dụng ở địa phương. Và vì thế thì đối với hoạt động đổi mới sáng tạo ở địa phương thì căn cứ vào quyết định 844
căn cứ vào những cái hướng dẫn, đặc biệt là chúng tôi có hai cái thông tư số 01 năm 2018 là thông tư quản lý đưa ra những cái nhiệm vụ, và thông tư số 45 năm 2019 của Bộ Tài chính thì là thông tư hướng dẫn về mức kinh phí để hỗ trợ. Thế thì cũng hình dung là địa phương thì chúng ta cũng ban hành những cái tương tự như cái đề án của ở mức độ địa phương, và vì thế đi trên cơ sở họ thì chúng ta triển khai cũng có thể làm trực tiếp hoặc là tìm kiếm những cái tổ chức hỗ trợ để làm sao cùng nhau phát triển. Rồi ví dụ như là cái hoạt động phát triển các cái tổ chức cung cấp dịch vụ mà ở đây chúng ta đang thực hiện một trong những cái hoạt động của nhiệm vụ này, thì ở địa phương thì mình cũng có thể tìm những cái đơn vị mà có khả năng để cung cấp và triển khai hoạt động đó. Đối với hoạt động của kinh phí trung ương thì các địa phương thì ngoài việc là tự dùng nguồn kinh phí địa phương, các nguồn kinh phí xã hội hóa, thì có thể là đối với các đơn vị và sự nghiệp của địa phương thì có thể apply, tức là để nộp hồ sơ để vào các cái nhiệm vụ của trung ương, có thể là đề xuất lên đây là những nhiệm vụ mà rất là quan trọng của địa phương và cần đến kinh phí hỗ trợ của trung ương, thì từ đó thì chúng tôi cũng có thể xem xét để đưa vào cái nhiệm vụ của tổng thể của Bộ Khoa Công nghệ, tức là nhiệm vụ của quốc gia. Đây là cái khung chung. Thế thì cũng để giới thiệu qua một số các cái chương trình hỗ trợ mà các địa phương hiện tại đang triển khai, thì chúng tôi có lướt qua ba cái thành phố lớn, tất nhiên là nơi mà có những cái hoạt động rất là tích cực và có nhiều cái hoạt động mà ở những cái cấp độ tức là cao hơn, như là kết nối quốc tế hay là có tính lan tỏa mạnh hơn. Ví dụ như là thành phố Hà Nội thì vừa mới ban hành, đúng không ạ, có một cái những cái kế hoạch cũng lâu rồi, và vừa mới ngày 9 tháng 9 thì có ban hành cái quyết định phê duyệt đề án làm rất là cẩn thận, và trong đó thì có hình thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Hà Nội. Đồng thời thì có rất là nhiều hoạt động khác, và đương nhiên một trong hai thành phố lớn là nơi tập trung của tổ chức thúc đẩy kinh doanh của các cái khu làm việc chung của các bạn startup ở Việt Nam, và vì thế thì cũng có hình thành cái cổng thông tin khởi nghiệp Hà Nội rất là nhiều hoạt động. Vậy đối với Đà Nẵng thì cách làm của Đà Nẵng cũng rất là hay, tiếp cận rất là thực tế. Hình thành đầu tiên là hình thành cái tổ chức đó, đó, phát triển là thể chế đã hình thành cái thành lập hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp của thành phố, tập trung trong đó nó cũng giống như cái ban điều hành của Đà Nẵng muốn vậy, tập trung trong đó là các lãnh đạo sở ban ngành, các cái lãnh đạo của các tổ chức hỗ trợ, một số doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế thì cái hội đồng điều phối này rất là tích cực, hiệu quả, làm nhiều hoạt động. Nếu mà chúng ta biết đến thì tất nhiên là số lượng cái tổ chức hỗ trợ hay là những cái hoạt động về khởi nghiệp ở Đà Nẵng nó không quá nhiều. Số dân số chỉ có khoảng 1 triệu người so với Hà Nội, Hồ Chí Minh 15 triệu người, đúng không? Thế thì có những cái hoạt động rất là thiết thực như là tổ chức sự kiện quốc tế, hay là tập trung và phát triển những cái mà lĩnh vực thế mạnh như là du lịch, ví dụ như là ẩm thực, và thứ ba đó là cái mà đáng lưu ý của Đà Nẵng đã có những cái vườn ươm hoạt động tương đối là hiệu quả, ví dụ như là Ines hay là sông Hàn, các anh chị ở đây chắc là cũng có cơ hội gặp gỡ các anh Lý Quân hay là anh Nam Trung, rất là tích cực phát triển hệ sinh thái của không chỉ khu vực Đà Nẵng nhìn chung mà là cả hệ sinh thái quốc gia. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều tham vọng và rất là nhiều cái hoạt động mạnh. Ví dụ như Đà Nẵng tổ chức sự kiện, đúng không, khởi nghiệp và sáng tạo sớm một ngày, hay là chúng tôi dưới góc độ quốc gia tổ chức 3 ngày, thì thành phố Hồ Chí Minh làm hẳn tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo WISE hàng một tuần thường niên, và tập trung tất cả các cái hoạt động của cả thành phố vào đó, hay là như chúng tôi có những cái phối hợp tác để triển khai với CHUB, những cái hợp tác với quốc tế rất là sớm để triển khai cái chương trình Runway to the World, tức là đưa startup ở Việt Nam ra nước ngoài và đưa startup nước ngoài về Việt Nam trao đổi với nhau
là vì thế tạo thành một cái bệ phóng để hỗ trợ cho các bạn phát triển thị trường quốc tế. Hay là ngay từ khi đề án 844 mới ra đời là chưa có hành lang pháp lý gì mấy, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái chương trình gọi là Speed Up, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khoảng 2 tỷ đồng, rất là nhiều nhiều tiền, rất nhiều cơ chế, rất là đáng tin cậy. Tuy nhiên thì tất nhiên là câu chuyện của Hồ Chí Minh thì nó tương đối là khác biệt, dùng làm mình chúng ta có thể dùng làm bài học tham khảo, bởi vì cơ chế nó đặc thù và cái tính năng động rất là cao. Thế còn các cái tỉnh thành phố khác thì chúng tôi thì cũng có thấy là rất là tích cực, ví dụ một số nơi như Quảng Nam đã hình thành cái tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp của Quảng Nam, hay là những địa phương như Cần Thơ và Rịa Vũng Tàu v.v. trong miền Nam thì cũng rất là tích cực. Thế thì để đánh giá một chút về cái việc triển khai đề án 844 tại các địa phương thì tôi có list ra một số các cái tiêu chí, tạm gọi là tiêu chí đánh giá. Thì ở đây để nói về thứ nhất là cái tính liên kết. Thì các địa phương hiện tại thì đang có cái việc là triển khai hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách tương đối là mạnh mẽ. Và tuy nhiên thì cái tính liên kết thì có vẻ là hơi rời rạc, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đi một kiểu, Đà Nẵng đi một kiểu, Hà Nội đi một kiểu, hay là các tỉnh khác cũng thế. Thế thì cái tính liên kết vùng miền của chúng ta là cũng chưa được là cao lắm. Có một số hoạt động hay là như là thông qua đề án 844 chẳng hạn, chúng tôi luôn luôn yêu cầu là việc liên kết, thứ nhất là chúng ta phải có sự liên kết ngay tại trong địa phương. Thứ hai là liên kết mà tại một số các địa phương lân cận nhau, hay là chúng ta nói đến tính liên kết vùng. Và cái thứ ba là sự liên kết liên thông về mặt quốc gia. Nên chính vì thế, ví dụ điển hình như là đề án 844 thì chúng tôi tổ chức cái sự kiện TechFest chẳng hạn, thì chúng tôi cũng mong muốn là thông qua đó thì làm sao mà kết nối, tạo ra một cái nền tảng kết nối được các cái thành phần trong hệ sinh thái, và không chỉ có liên kết quốc gia đâu mà chúng ta hình thành những cái mạng lưới liên kết vùng, liên kết địa phương. Cái thứ hai là cái tính đặc thù của địa phương thì rõ ràng là mỗi địa phương thì có một cái đặc thù rất là khác biệt, và vì thế cái công tác triển khai cái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng rất khác nhau. Lấy ví dụ như chúng ta không thể nào đưa ra cái mô hình quốc tế ngay từ quốc tế đưa về Việt Nam sau đó triển khai, hay là lấy mô hình từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về An Giang hay là đưa về Cao Bằng để triển khai. Nhưng cái đó thì là mặc dù tất cả những cái hoạt động có thể là trông giống nhau, ví dụ như là cũng là hội thảo, cũng là kết nối, cũng là hoạt động liên kết, hay là cũng là hoạt động đào tạo, tuy nhiên thì ở mỗi nơi thì cái nhu cầu đào tạo, nhu cầu kết nối cũng như là nhu cầu về trao đổi thảo luận và đặc biệt nhu cầu của các bạn startup ở đó thì nó rõ ràng là nó rất là khác nhau. Và vì thế thì cái tính đặc thù địa phương thì cần phải được gọi là địa phương hóa trong việc thiết kế cái chương trình hỗ trợ. Cái tính đặc thù địa phương này thì cũng ảnh hưởng đến cái thứ hai, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu và phát huy cái lợi thế bản địa. Thì cái này cũng là cái bài toán mà nhiều tổ chức ở Việt Nam chúng ta cũng đang tập trung giải quyết. Ví dụ điển hình như là SPS, tổ chức quỹ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, là một cái gọi là tổ chức phát triển cộng đồng, rất tập trung rất nhiều việc là phát triển nâng cao năng lực cho các cái doanh nghiệp mà gọi là phát huy cái sản phẩm địa phương. Thế thì những cái chương trình như thế thì nó rất là phù hợp với những địa phương mà có thế mạnh, đã có những cái sản phẩm địa phương rồi, chúng ta đưa những cái ứng dụng công nghệ hay là đưa những cái mô hình kinh doanh mới vào để làm sao nâng cao giá trị, tăng thêm cái giá trị và phát huy được cái lợi thế cạnh tranh của bản địa. Đây đấy là cái câu chuyện về tính đặc thù của địa phương. Cái thứ ba là việc là chuyên gia và chuyển hóa chuyên gia, thì đây là bài toán hết sức là đau đầu, bởi vì đây là một cái phần rất là mới, lĩnh vực rất là mới, và số lượng chuyên gia cũng như là việc chuẩn hóa các chuyên gia này là gần như là chưa có. Số lượng chuyên gia thì mỗi nơi thì nó một kiểu, có khi lại còn khá ngược nhau nữa, thế nên rõ ràng là cái nhu
nhu cầu của chuyên gia rất là cao. Vì thế thì ở tại đề án tập 4 trong những năm tiếp theo thì chúng tôi đi sâu vào hỗ trợ, không hỗ trợ hoạt động nhiều nữa mà sẽ thiên về hỗ trợ những cái chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia quốc tế, để làm sao chúng ta có thể hình thành những cái nền tảng, không chỉ nền tảng là kiến thức mà chuyên môn, mà chúng ta nền tảng là con người, chuẩn hóa nó để làm sao mà tiếp cận với quốc tế. Về mô hình tổ chức và hoạt động thì cái này là một cái rất là hay, vì tại mỗi địa phương do cái đặc thù, cái tính địa phương khác nhau, lại mỗi vùng miền khác nhau, cho nên cái cách thức tổ chức của nó rất là khác nhau. Ví dụ như là đề án tập 4 được triển khai thì địa phương thì giao cho sở khoa công nghệ, địa phương thì giao cho sở ngành đầu tư, địa phương thì giao cho tỉnh đoàn vân vân. Hay là về cách tổ chức hoạt động thì nơi thì hình thành như là một cái ban chỉ đạo, ban điều hành, nơi thì hình thành một cái gọi là hội đồng điều phối đấy, cũng như là Đà Nẵng, hay là nơi thì hình thành cái tổ công tác, tức là ở các cái một số bạn, một số chuyên gia ở các cái gọi là cơ quan quản lý khác nhau thì hình thành cái tổ công tác phát triển sáng tạo. Thế thì những cái mô hình đó cũng rất là hay và đáng học hỏi ở chỗ là nó tùy thuộc vào cái cách gọi là cách tương tác với nhau của các cái cơ quan ở địa phương. Theo cái thực tế chúng tôi nhận thấy thì ở địa phương thì cái khả năng tương tác nói chuyện với nhau của các cái cơ quan sở và ngành có vẻ là cũng hơi khó, và việc là tương tác với cả cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng bên ngoài, cộng đồng doanh nghiệp hay là cộng đồng về mentor, về cố vấn huấn luyện viên là cũng còn chưa được có tính tương tác, chưa được mạnh. Và vì thế thì cái mô hình tổ chức hoạt động này thì cần phải được lưu ý trong quá trình thiết kế triển khai. Nó sẽ dẫn đến cái việc là đầu mối tổ chức cái hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo này là ai, và có vai trò chức năng nhiệm vụ như thế nào. Cái điểm yếu tiếp theo của việc triển khai đặc biệt là ở địa phương đó chính là cái dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một thứ có thể nói là không chỉ ở Việt Nam mà trên nhiều quốc gia trên thế giới thì đây là một cái trạng thái hết sức là năng động, đúng không? Các doanh nghiệp khởi nghiệp hôm nay còn đang phát triển, 6 tháng sau thì đã biến mất rồi, hay là chuyên gia có thể đi từ nơi này đến nơi kia, thay đổi hết sức là nhanh chóng. Vì thế cái dữ liệu về một hệ sinh thái là rất là cần thiết, đấy là cái công cụ để cho các anh chị có thể thiết kế các hoạt động phát triển cái hệ sinh thái được. Vì thế thì cái dữ liệu này cần thiết phải được liên thông, phải được chuẩn hóa với nhau. Chúng tôi thì đề án 14 thì chúng ta đã hình thành cái gọi là nền tảng đầu tiên để tất cả các cái cơ quan tổ chức có thể đưa những cái thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu này, và trong thời gian tới sẽ triển khai cái triển đề tới tất cả các bộ ngành cũng như là tới các cái công chức. Mong muốn hy vọng rằng các anh chị ngồi đây thì đầu mối ở các tổ chức trung gian, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cái viện trường cũng như là sở ban ngành thì cùng tham gia để chúng ta đóng góp lên một cái dữ liệu chung của quốc gia. Và cái việc lồng ghép với các chương trình là cái cuối cùng, đó là chúng ta nguồn lực của đề án 844 thì nó ít thôi, nó không có nhiều, vì thế việc lồng ghép với các chương trình khác thì rất là quan trọng, và nó là thực tiễn để làm sao để chúng ta tiết kiệm được cái nguồn lực từ phía nhà nước cũng như là từ phía các cái chương trình bên ngoài, và đặc biệt là thông qua đó không chỉ tiết kiệm mà chúng ta còn gắn kết được các cái thành phần với nhau, đặc biệt là từ phía chính phủ và phi chính phủ bên ngoài là tư nhân. Thế thì ví dụ như trong công tác tổ chức chẳng hạn, một cái hội thảo thì chúng ta có thể lồng ghép để làm sao cùng các cái thành phần ở nhiều chương trình cùng tham gia. Hay là tôi có thể nói đến là ví dụ như là phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ thì những bạn khởi nghiệp chẳng hạn cũng là một phần, là những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ tiềm năng có thể lồng ghép vào được, hay là phát triển cái sản phẩm địa phương, mỗi hệ thống xã một sản phẩm OCOP thì đó cũng có thể lồng ghép để triển khai những hoạt động liên quan đến sáng tạo. Do vậy thì đó là cái lưu ý chúng ta có thể chúng ta triển khai ở địa phương.
Và cụ thể hơn thì như chúng tôi đã nói, chúng tôi đang triển khai cái cổng thông tin, hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, tổ chức cái TechFest, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không chỉ một ngày hội hay là một ngày tụ tập lại, mà hy vọng nó là một cái nền tảng là sao chúng ta cùng kết nối thông qua cái sự kiện đó. Và cái ban hành thông tư tài chính thì đã ban hành rồi. Thì đây là cái liên quan tới đề án 44. Thế thì hôm nay thì cũng là phần cuối, thì chúng tôi xin phép chia sẻ những cái hoạt động tiếp theo của chúng tôi trong việc là sao nỗ lực tiếp tục phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là thực hiện cái chỉ đạo của cái nghị quyết 102 của chính phủ, thì tôi đang đã trình chính phủ cái đề án gọi là tạm gọi là tạm 44, tức là xây dựng cái trung tâm và mạng lưới phát triển cái mạng lưới nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ và kết nối cái nguồn lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2030. Nên đây là cái đề án tiếp theo. Và nếu mà các anh chị để ý thì cái đề án 844 thì tập trung rất nhiều về hỗ trợ những cái hoạt động, tức là gần như là việc sới sáo lên. Và cũng như chúng tôi có trình bày vừa nãy, thì cái việc mà chưa có một đầu mối cụ thể ở mỗi địa phương, ở mỗi đơn vị để làm sao chúng ta hình thành một cái mạng lưới là một điều còn đang gặp rất là nhiều vướng mắc. Và vì thế thì trong cái đề án này thì chúng tôi có mong muốn là hình thành những cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thì là nằm ở ba cái địa phương chính Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, và các cái ban ngành tổ chức chính trị xã hội cũng hình thành những trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở là cái mô hình gọi là tổ hợp cung cấp dịch vụ, chính là cái nội dung rất là quan trọng của ngày hôm nay, nâng cao năng lực và sau đó thì chúng ta kết nối lại, gom lại thành một cái đầu mối để các bạn khởi nghiệp, để các cái chuyên gia, để các cái đối tác quốc tế có thể tới và có một cái đầu mối kết nối duy nhất ở tại cái khu vực nào đó, và tất cả thì được kết nối với nhau thông qua một cái mạng lưới gọi là mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia. Đấy, đây là cái tham vọng hết sức là khẩn trương, cũng như là cũng đang chắc là cũng chỉ đầu năm tới là sẽ được phê duyệt, và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có thực sự một cái mạng lưới, không chỉ là những cái hoạt động không mỗi nơi làm một nẻo, mà chúng ta có những cái khung chung để chúng ta việc triển khai, chúng ta có những cái đầu mối rất là cụ thể. Và vì thế khi mà kết nối với quốc tế thì nó sẽ thuận tiện dễ dàng hơn dưới vai trò góc độ của một cái quốc gia. Ví dụ như chúng ta nói đến Seoul Startup Hub đúng không, là một cái địa chỉ, hay là chúng ta nói đến Silicon Valley, hay là chúng ta nói đến Singapore, chúng ta nói đến Block 71 chẳng hạn. Đấy là những cái địa chỉ của quốc gia, thì mong muốn thông qua cái đề án mới này chúng ta hình thành những cái địa chỉ như vậy ở Việt Nam để hỗ trợ tốt hơn cho các dự án để sáng tạo. Thế thì trong quá trình đó thì chúng tôi đã làm việc rất là nhiều với cả các đối tác ở các tỉnh, thì cũng đã lồng ghép đưa vào một số các cái trung tâm ở các cái địa phương rồi. Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu đã có trong đề án. Tất nhiên là bây giờ ở giai đoạn tiếp theo thì là việc xây dựng, hình thành trung tâm. Và cái này xây dựng thì thực ra là cũng không nhiều, vì chúng tôi là khuyến khích là tận dụng những cái cơ sở vật chất có sẵn để làm sao chúng ta sửa lại thôi. Đối với khởi nghiệp thì chúng ta không cần quá mồ mè, chúng ta sửa lại, chúng ta có những cái thuận tiện nhất về mặt thiết bị, trang thiết bị, ví dụ như là wifi hay là tốc độ cao, hay là có liên tục hoạt động sự kiện diễn ra như những hoạt động ngày hôm nay. Và cũng trong kế hoạch thì có rất nhiều An Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đắk Lắk, vân vân. Thế thì trên mong muốn là chúng tôi đến 2030 thì mỗi tỉnh, mỗi địa phương trung bình thì có một cái đầu mối như vậy, để chúng ta cái việc mà tổ chức hoạt động, các cái hoạt động được dễ dàng hơn. Thì đây cũng là một số về thông tin để chia sẻ cho các anh chị. Đây là cái slide cuối cùng của chúng tôi, đây là những cái trung tâm của quốc tế cũng rất là hoành tráng đẹp đẽ, nhưng mà tất cả được bắt đầu từ thành với những cái mong muốn, những cái sự quan tâm và đồng lòng của mọi người ở cái giai đoạn đầu tiên. Và vì thế thì hy vọng các anh chị cùng chung tay đóng góp cho cái sinh thái của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng phát triển mạnh hơn. Xin chào, cảm ơn.